Xin chào các em. Trong cái lần gặp hôm nay, cái chính thầy sẽ nói cho em là muối tác dụng với axit. Rồi cái thời gian còn lại, thầy sẽ tổng kết cho em cái phản ứng đặc biệt của hữu cơ, đó là phản ứng xà phòng hóa ester. Cái lần phát sóng trước, thầy có nhớ nói là khởi động cho em chuẩn bị oxit với axit. Thì trong cái phần đầu của hôm nay á, thầy cũng tích cực khai thác cái đó cho em, để cái còn lại từ từ mình sẽ tổng kết phía sau. Thì đây là những cái chương quan trọng, cho nên thầy tranh thủ giới thiệu lại cho em. Rồi, cụ thể là cái bữa trước mình nói oxit tác dụng axit á, thì nó có ba cái nhóm phản ứng này mình cần để ý, thầy sẽ khai thác từng nhóm. Rồi, trước tiên là cái oxit mà phản ứng với axit loại một, là mấy cái axit mình nó chỉ thể hiện tính axit thôi á, thì theo cái luật thế này, nó ra muối với nước. Mà cái axit loại một này nói thiệt đi thi thì chỉ gặp thường xuyên là HCl với H2S4 loãng, nhưng mà cẩn thận coi chừng H3, H24 đặc nó ở đây xảy ra kiểu này mình dự đoán sai, nhưng cái đó sẽ nói nữa. Đây là cái phản ứng thuộc loại phản trao đổi, mà mình biết cái luật trao đổi thì cái hóa trị nó không có thay đổi. Em rõ chứ ha? Thầy muốn lấy cái ví dụ liền. Thi nó chỉ lanh quanh ở mấy oxit này thôi. Cái lý dụ này ghi giống giống như tự luận nha, ý nói thực hiện mấy cái phản ứng này cho tốt để mấy cái phía sau á mình vận dụng nó đi nó chắc. Trước tiên thầy sẽ mở từng cái phản ứng cho em. Phản ứng A hay B hay C hay D gì đó, trước tiên phải nắm cái cách ghi công thức cho nó đúng. Nhiều khi cái chỗ quen này mình chủ quan cái mình ghi sai. Cứ nhớ khi mà lập công thức hợp chất á, thì cái chấm hỏi đó đó là số nguyên tử của mấy cái thành phần đó, đó thì phải ghi cho đúng luật. Cứ nhớ chỉ số thành phần này là hóa trị thành phần kia, nghĩa là gì, nếu A thì có hóa trị là A, B là B, thì cứ mình nhân chéo nó qua là xong, cứ lấy luật đó mình làm. Hiển nhiên ở đây gặp HCl thì sinh lo rua là hóa trị một, cho nên cái số nguyên tử sắt luôn luôn là số 1, còn cái số nguyên tử calo chính là hóa trị sắt. Cho nên mình ghi thật là dễ. Hỏi sinh gì mình nói FeCl là 2 với nước. Hiển nhiên cân bằng chỗ này 2. Em phải hiểu trên tinh thần như nè. Sau khi ghi xong nguyên cái tập hợp đó đó, cái mới rút ra một cái quy luật, chút nữa thầy gợi ý. Cái quy luật đó mà có thì những cái câu mà ứng dụng dễ trên đề đó, nó rất là nhanh. Thì thầy cũng sẽ minh họa luôn cho. Vậy thì thầy sắp bỏ qua phản này, vậy em thấy không? Mol bằng mol, ý nói mol muối bằng mol oxit á, để đó đi chút nói nữa. Còn bây giờ phản B thì theo luật á, tại này oxit sắt 3 thì sinh muối sắt 3, và cân bằng thì chỗ này hai sắt, cái chỗ này tự nhiên 6 thì chỗ này là 3. Vậy thì cũng không có gì lạ. Còn bây giờ là phản ứng thứ tiếp theo. Fe34 gặp HCl mà bắt chước cái luật mới nói cái em viết bậy. Em phải hiểu cái Fe34 này là hỗn tạp của FeO và Fe23. Ta biết FeO thì sinh muối sắt 2, Fe23 sinh muối sắt 3. Vậy Fe34 là hỗn tạp của hai cái đó thì sinh cả hai. Hiểu hỗn tạp đơn giản là gì? Tổng lại ra nó đó. Em thử coi, nhìn từ FeO, Fe23, một sắt cộng hai sắt ra ba sắt, một ô cộng ba ô ra bốn ô. Em rõ được cái chỗ này ha. Vậy tóm lại cái chỗ này mình nói sinh hai muối, tại sao thì mình hiểu rồi đó. Vậy cân bằng chỗ này 2, còn cái chỗ này là 1, còn cái chỗ này là 8, chỗ này 4, khỏi giải thích. Đến đây thầy tổng kết được rồi. Mình thấy FeO sinh muối sắt 2, thấy không em? Fe23 sinh muối sắt 3. Quy luật nè, cái chỗ 2 á, muối sắt 2 với oxit sắt 2 mol bằng mol. Rồi tương tự chỗ oxit sắt 3 sinh muối sắt 3 thì mol muối gấp 2 mol oxit. Em rõ được cái chỗ này ha. Hoàn toàn tương tự khi nhìn vô Fe34, hãy nhìn chỗ muối sắt 2 thì đúng bằng mol oxit sắt tự. Còn mà chỗ muối sắt 3 thì đúng bằng 2 lần. Tóm lại, mai mốt mà em giải nhanh á, em thấy oxit mà gặp HCl mà cần tương quan mol á, thì em cứ nhớ vậy. Hãy mol mol muối sắt 2 thì nhớ nói liền bằng mol oxit phản ứng. Còn mol muối sắt 3 thì bằng 2 mol oxit phản ứng.
nhớ sẵn vậy thì khi mình tính toán mình khỏi ghi phản ứng luôn, lắp ghép vô tính luôn. Thì cái phần thầy mới nói đó đó, thầy sẽ minh họa cho, đừng có lo lắng. Còn bây giờ thì thầy nói cái cuối cùng. Cái cuối cùng nè, mình có thể hiểu vậy luôn. Mình tổng hai phản ứng AB là ra C. Em thử tổng sẽ thấy. Còn cái D này nè, thì thầy ghép vô cái ví dụ 2. Cái ví dụ 2 cho đơn giản thế này, cho FEXOY gặp HC là hỏi chỗ nào là đúng. Thì mình phải chọn được cái chỗ đúng dễ lắm. Theo luật thì ra muối với nước, luật là hóa trị không đổi. Chị nhìn vô FXOY phải biết hóa trị của nó, rồi ghi đúng luật là nó xong. Có nhiều em dự đoán nhanh nhưng sai, cứ thường là thấy chọn cái chỗ này hoặc chỗ này hoặc chỗ nữa là FX xem là Y, thầy không có ghi đây sai hết à. Nhưng mà chỗ này thì thầy nghĩ nói một lần thì thầy nói cái chỗ này, cái cách lập công thức thì mình nói rồi không nói lại. Còn cái chỗ này nè, FXOY theo quy tắc hóa trị á, em cứ nhớ chỉ số thành phần này với hóa trị tích lại sẽ bằng tương tự bên kia. Ý này lấy hóa trị nhân số nguyên tử nó bằng hóa trị nhân số nguyên tử á. Như vậy thì cái chỗ này sắt là A, số nguyên tử là X, còn oxy luôn luôn 2, vậy nó bằng 2Y. Vậy thì ta tính ra được sắt có hóa trị là 2Y chia X. Vậy thì ta đặt lên đây là 2Y chia X luôn. Vậy sinh ra muối, muối này phải nhớ hóa trị sắt ở chỗ muối với oxit phải giống, cho nên này 2Y chia X luôn. Thì cái chỗ này tự nhiên phải 2Y chia X. Tới đây thì nó quá rõ ràng rồi. Lúc đó mình biết cái chỗ nào là đáp án rồi. Phải là FEC là 2Y chia X. Những kiểu ghi khác sai hết. Cho nên cái phần này thầy nghĩ là mình có thể dừng ở đây được rồi. Thực ra cái phần đầu của oxit với axit này là thầy muốn chuẩn bị cho em cái công thức A loại 1, để khi mà mình nói cái loại 2 á thì có những cái chỗ nó âm thầm chạy qua loại 1, cái em dự đoán sai. Và nói cái phần này nè, để cái phần phía sau á thầy sẽ giới thiệu mấy cái công thức làm toán, thì lúc đó em không có lúng túng. Như vậy thì cái phần này mình sẽ khép nó lại. Bây giờ thầy sẽ chuẩn bị nói cho em một cái nội dung chính của hôm nay, đó là muối tác dụng với axit, mà cụ thể là axit loại 2. Muối phản ứng với axit loại 2, vậy phải còn loại 1 nữa. Mà loại 1 thì em có thể hiểu đơn giản giống như hồi học lớp 9 đó. Mình nhớ muối tác dụng axit ra muối mới, axit mới, thì cái phần đó không khó khăn gì hết. Còn cái phần này thì có nhiều cái gợi ý, thầy sẽ gợi ý liền. Muối tác dụng axit loại 2 thì theo luật chung thì nó sinh ra muối, nước, sản phẩm khử. Nó giống như kim loại tác dụng axit loại 2 vậy. Cũng giống như sắp nói oxit tác dụng axit loại 2 vậy. Và nhớ muốn xảy ra theo công thức này thì muối phải thỏa cái điều kiện quan trọng, đó là có tính khử. Cái quan trọng là khi mình đứng trước cái bài tập, mình phải phát hiện ra cái muối đó có tính khử hay không. Thì cái chỗ này mình cũng có cách nữa. Cụ thể khi mà nó thỏa này rồi á, nó xảy ra theo công thức này thì nhớ phải làm cho đúng luật nữa. Cái muối này phải hóa trị cao nhất. Ý nói ví dụ sắt á, thì phải sinh sắt 3. Em hình dung được cái chỗ này chứ ha. Thì cái mục đích thầy nhắc cái chỗ này là để mình nắm đúng luật, để khi cần tới cái hóa trị gắn vào cái công thức tính toán mình không có bị sai. Còn cái muối hôm nay thầy muốn tổng kết là nó có hai nhóm muối. Cái nhóm thứ nhất á, là bốn cái muối thường thấy này. Cái nhóm thứ hai á, là chủ yếu ba cái muối này. Mà cũng nói luôn, nếu đi thi ta có thể bỏ luôn cái sulfit cũng được. Mình xem cái sulfur với đi sulfur thôi. Ta thấy cái sulfur, đi sulfur thì S á, nó có mức oxy hóa ở trừ 1 hoặc là trừ 2, trong khi S nó còn các mức cao như cộng 6, cộng 4. Mà mình hiểu chất khử là chất cho điện tử và trên phản ứng số siêu hóa tăng lên được. Ý nói những cái góc sulfur hay đi sulfur, tức là S trừ 1 hay trừ 2 á, khi mà gặp chất oxy hóa thì nó có cái chỗ để tăng số siêu hóa lên. Ý nói mấy cái góc axit này đã tự có tính khử rồi.
Mà muối mình biết có hai thành phần gốc axit với ion kim loại, mà cái thành phần gốc axit nó có tính khử rồi, thì cho nên cái ion kim loại gì cũng được, không cần điều kiện. Tóm lại, ý thầy muốn nói khi mà mình thấy mấy cái muối sunfua hay là đi sunfua mà em nghe em không hiểu thì thôi em cứ nhớ như vậy nè, là mấy cái muối mà có chữ S mà không có oxy á, thì mấy cái muối đó đó khi nó gặp H3, H24 đặc thì nó luôn luôn xảy ra theo kiểu sinh muối, sinh nước, sinh sản phẩm khử. Hỏi kim loại nào nằm trong muối thì phản được, mình nói kim loại nào cũng được hết á. Cho nên cái chỗ này thầy ghi cho em là mỗi kim loại luôn em à. Xong cái nhóm 2 rồi đó, nhưng nói tới đây mà không nói nữa định lượng đâu có được, thì chút thầy quay trở lại. Còn bây giờ thầy muốn giới thiệu cái nhóm 1, mình bắt chước mình nói với nhóm 1 của mỗi kim loại em sẽ sai đó. Nhóm 1 là gì? Muối thì mình nhìn cái gốc axit, thì gốc axit là chủ yếu mấy cái nguyên tố trung tâm nằm nhóm 6, nhóm 7, nhóm 5, nhóm 4. Ví dụ nhóm 4 thì có carbon, thì muối chủ yếu là carbonate. Nhóm 5 là nitrate, nhóm 6 là sunfat, nhóm 7 là clorua. Bốn cái muối đó thôi. À, nhận xét thấy các gốc này nguyên tố trung tâm đang ở mức keo. Ví dụ carbon cao nhất là cộng 4, ngay cái chỗ carbonate carbon cộng 4 luôn. Tương tự nitơ cao nhất là cộng 5, thì cái N ở trong NO3 trừ cộng 5 luôn. S cao nhất cộng 6, S trong S42 trừ cộng 6 luôn. À, riêng cái muối mà tác dụng axit loại 2 thì đừng xét cái oxy nằm trong gốc axit nữa. Ý nói nãy giờ mình đang nói mấy nguyên tố trung tâm á, nằm trên mức cao luôn thì chỗ đồ tăng để thể hiện tính khử. Riêng cái lo rua thì nó ở trừ một, nó có chỗ tăng lên, nhưng nó là muối mà gặp A loại 2 không làm được điều đó luôn. Đó là lý do lo rua ship trong loại này luôn. Tóm lại, mấy cái gốc axit đang thấy này nó không có tính khử, mà muối có hai thành phần, cái thành phần gốc axit không có tính khử, vậy muốn cho cái muối đó có tính khử hết cách rồi phải không em, chỉ còn có điều chỉnh cái kim loại cho hợp lý. Vậy kim loại mà gắn với cái muối này nè, gốc axit này thành muối á, muốn có tính khử thì kim loại đó đó phải thỏa điều thứ nhất, phải có nhiều hóa trị nó mới thay đổi hóa trị được, và phải thay đổi đúng kiểu luôn, là phải tăng số oxy hóa lên được mới có tính khử. Vậy thì kim loại này phải đa hóa trị, và hóa trị trong muối phải ở mức thấp á. Mà nói tới đa hóa trị mà ở mức thấp em đoán được luôn rồi, tại mình học đi thi thì mấy cái xuất hiện trên đề quen hết. Vậy thì chẳng hạn như sắt là quen rồi đó. Tóm lại luôn, đi thi yên tâm luôn, gặp mấy cái muối của cái nhóm 1 này nè, muốn xảy ra công thức này cứ nghĩ tới muối sắt 2. Thầy nói rất gần luôn rồi đó. Mà hãy thấy được điều đó thì bài tập sẽ rất là dễ. Cho nên thầy ghi lại chỗ này mà ghi trên tinh thần tổng quát á, hỏi điều kiện để cho nhóm 1 này gặp hai cái axit này biến thành cái công thức, theo cái công thức đang ghi này là muối nước sản phẩm khử á, thì phải thỏa hai điều này nè, phải đa hóa trị và hóa trị ở dưới thấp. Còn nói theo kinh nghiệm để giải đề, cứ nhắm vô muối sắt 2 là xong, tại thi đâu có cho cái lạ đâu. Cái phần mà nhóm 1 này thì hôm nay thì không có chủ trương khai thác cho em, thì đi cái phần nhóm 2 trước, sunfua đi sunfua để thầy kết thúc cái phần này cho em luôn. Thầy giới thiệu cái bài tập này, thầy biết cái chỗ này mà thầy gợi ý cho em á, thì em làm sẽ nhanh lắm, dễ lắm, cho nên thầy tranh thủ cái chỗ này trước. Đặc điểm cái câu này là cho mình hai cái muối sunfua đi sunfua gì cứ kệ nó, em khỏi cần quan tâm, cứ nhớ 1S sunfua, 2S đi sunfua. Cái chung chung S đó là mình nói trừ 1 trừ 2, gặp H3 đúng kiểu luôn, thấy không? Hỏi V này bằng bao nhiêu thì mình nghe riết nó quen, mình rất là kinh nghiệm luôn, đi thi trắc nghiệm mà phải giải sao cho nó thật là nhanh, thỏa cái điều khúc mấy câu thôi, mình chuẩn bị kỹ, nó thường dưới phút
Ý thầy muốn nói là cái công cụ làm toán trên oxy hóa khử là cứ nhắm vô tới cái bảo toàn điện tích liền. Bảo toàn điện tích là cứ E cho bằng E nhận, mol E cho bằng mol E nhận á. Thì hôm nay thầy muốn gợi ý cho em một cái cách tính mol E cho thật là nhanh. Và cái câu này thì hiểu rồi, dùng bảo toàn điện tích thôi. Do đó mình giải như vậy nè. Đây là mấy cái thể tích một chút nữa mình nhìn đó mình chọn. Còn nguyên cái bài thì tóm gọn lại thế này, thầy khỏi giải thích nữa. Thì mình biết dùng bảo toàn điện tích là cứ E cho bằng E nhận, cái dấu bằng đó ý nói bằng dấu bằng định luật á. Phía E cho ghi E cho, phía E nhận ghi E nhận, phải hiểu axit này nó nhận E. Mà axit nitric nhận E sinh NO có cách luôn. Ta có biết cách rồi, từ cái lúc mình ôn kim loại với axit nè. Vậy E nhận có hai chất nhận, hai chất cho chứ, thì mình tổng nó lại. Vậy đầu tiên là của FeS2, thầy chỉ cho cách nè. Thầy tổng kết luôn cách tính E cho E nhận một lần nữa. Cứ nhớ khi cần tính mol E cho hay E nhận từ cái mol chất nào đó thì trước tiên mình ghi mol chất đó ra. Rồi sau đó mình nhân cho cái số quan trọng. Cái số quan trọng hỏi là số mấy thì cứ luôn luôn nói là hiệu số oxy hóa. Vậy cái chỗ này mình phải nói sắt này nó phải sinh sắt 3. Phải tạo ra muối hóa trị keo. Luật nè em. Cái chỗ này ghi nhớ thôi. S á, hay là S trừ 1 trừ 2 gì á, là S trong muối sunfua. Khi mà gặp H2O3 thì em phải nói liền là nó sinh S cộng sao. Các em mà quen với cái cách giải là phải vẽ ra quá trình cho nhận E rồi tính á, thì cứ nhớ sắt biến thành sắt 3, S biến thành S cộng 6, rồi cân bằng số nguyên tử, rồi lấy tổng trái, rồi trừ cho tổng phải. Thì lúc đó mình sẽ thấy số E cho hoặc E nhận, rồi cái mình tương quan mol, rồi mình tính. Cũng được vậy, nhưng thầy thấy nó nhiều công đoạn quá. Cái chỗ này thầy chỉ cho em cách làm bằng mắt luôn. Cái số quan trọng này đối với cái nhóm đang nói này, tức là đang nói muối sunfua đi sunfua với A loại 2 á, thì em đừng có làm gì hết á. Em nhớ nha nè, cái cách tính E cho của muối á, trước tiên lấy mol muối ra. Còn cái số quan trọng á, em làm thế này, S á, em nói nó lên cộng 6, kim loại nó lên hóa trị keo. Sau đó lấy số nguyên tử nhân số oxy hóa sinh ra, rồi cộng cho số nguyên tử nhân số oxy hóa sinh ra, thì nó sẽ ra cái số quan trọng. Ví dụ S này nè, mình nói nó lên cộng 6, còn sắt nó lên cộng 3. Cái này không phải thầy tính số oxy hóa, thì đặt cái số oxy hóa sinh ra. Sau đó mình lấy số nguyên tử mình nhân với số oxy hóa sinh ra nè. 1 nhân 3 là 3, 2 nhân 6 là 12, tổng lại là 15. Em rõ được ha. Vì các em mà nhớ tốt với em, nó thấy FeS2 mà gặp A loại 2 nói liền số quan trọng là 15. Vậy thì cái chỗ này thầy ghi 15, mol của nó là 0,12. Giờ cái chất thứ hai là đồng, muối sunfua đồng thì cũng làm tương tự. Vậy sunfua đồng thì là 10. Hỏi tại sao 10? Cu lên 2, S lên 6. Chỗ Cu là số 2 phải không? 2 nhân 2 là 4. Chỗ S là số 1 thấy không em? 1 nhân 6 là 6. 6 với 4 là 10. Cái mol của nó là 006. Mol E nhận của H2O3 mà nhìn từ NO là lấy 3 lần mol NO. Số 3 đó là hiệu số oxy hóa của 5 với 2 á, cộng 5 cộng 2 hiệu ra 3. Cái này mình biết rồi phải không em? Vậy chỗ này ghi 3 lần mol NO. Mol NO thì lấy thể tích chia cho 22,4. Thì chắc chắn em sẽ thấy được V một cách dễ dàng. Cụ thể mấy cái phương án trả lời, còn em bấm máy thì em biết đáp án nó ngay chỗ đó đó. Như vậy thầy vừa mới kết thúc cho em cái cách giải quyết cái nhóm sunfua đi sunfua gặp axit loại 2 bằng cái định luật bảo toàn điện tích. Trong đó cái việc tính cái số quan trọng rất là quan trọng. Mình quyết định cách tính này là tại vì tiết kiệm thời gian, đừng có nghĩ tới cách khác nữa đối với chỗ này. À, còn bây giờ để cho nó nhuần nhuyễn hơn một chút nữa,
thầy gợi ý thêm một cái điều sau đây. Cái bài này thầy trích từ cái đề thi 2007. Cái câu cho thật là đơn giản, đặc điểm là cho mình cái hợp chất cũng hay hay, nó phức tạp thế mà. Có CU rồi có Fe rồi có S thấy không? Cái đem đốt nó lên thành sản phẩm. Và cuối cùng có một cái hỏi thôi, vậy cái chỗ nào đúng nè? Các cái chỗ nói đó, cho y nhận y, vậy hỏi giờ làm sao biết chỗ đúng? Nó rất đơn giản, chỗ này mình chỉ cần thực hiện cái quá trình cho nhận y là biết liền. Vậy thì lúc đó ta làm đơn giản như thế này, CU FES mình cứ ghi nó ra, đừng có phân tích nguyên tố ra, nó sẽ khó để nguyên hợp chất luôn. Và hỏi nó sinh cái gì, đối với CU thì mình biết nó sinh CuO tại đề cho nè. Tương tự sắt thì nó biến thành sắt 3, còn S thì nó biến thành S cộng 4. Luật đó là phải cân bằng số nguyên tử, S2 mình phải ghi 2. Cái chỗ này em chỉ cần nhớ về khi lấy nguyên hợp chất ra thì cái tổng số siêu hóa trong hợp chất là số 0. Vậy mình biết cái chỗ này luôn luôn là số 0 rồi, thì cứ quy luật lấy tổng trái trừ tổng phải là xong. Vậy bắt đầu em trừ đi, em lấy 0 trừ cho 2 nhân 1, trừ tiếp cho 3 nhân 1, trừ tiếp cho 4 nhân 2 thì nó sẽ ra trừ 13. Dấu trừ là ý nói nó nhường, vậy cái chỗ mà nó nhận sai hết, tức ý nói đáp án không phải AB. Mà nhường mấy thì mình thấy số 13 thì con cái chỗ này thì em nói là đúng rồi. Em hiểu ý thầy nói ha. Nhưng mà coi chừng mai mốt có cái chỗ sai đó, cho nên thầy muốn lưu ý cái chỗ đó cho em. Đề nó rất rõ, một phân tử CuFeS2 sẽ nhường hay nhận bao nhiêu. Thì ý thầy nói trước khi kết luận thì mình phải nhìn coi chỗ này số mấy, phải đúng một chưa, rồi mới nhìn qua cái chỗ cho nhận này mới kết luận. Nhiều khi mình sơ ý, mai mốt tác giả sắp xếp hay, cái chỗ này không phải số 1, mà ở đây thì hỏi một phân tử thì mình phải làm cho nó thành số 1 rồi mới kết luận. Chứ đừng có mừng quá, mình mới vừa thực hiện xong phép toán cách tính cho e nhận á, e nhận e cho, cái mình nhìn nó trả lời coi chừng bị sụp bẫy. Thì thấy giảng vậy thì cũng tốt, nó ra đúng có điểm là đậu rồi, nhưng mà thầy cảm thấy nó lâu quá, thành nên vậy mới sướng nè. Cái chỗ này nè, mình nói nó nhường, cách cách xác định nhường là biết rồi, tại số siêu hóa này không mà trừ mấy cái dương thì ra âm là phải nhường. Quan trọng là nhường bao nhiêu, thì cách thứ nhất là mình vẽ nó ra, còn bây giờ mình tập mình nhẩm ở trong mắt luôn, thì bắt chước cái điều hôm nay làm á. Mình thấy cái chỗ CU biến thành CuO, tức là thành CU cộng 2, sắt tương tự thành cộng 3, S thành cộng 6. Vậy ta lấy số nguyên tử ta nhân số siêu hóa sinh ra, nhiều thì tổng nó lại. Vậy ta bắt đầu nhẩm nè, CU lên 2, sắt lên 3, S lên 4. Ở chỗ này lên 4 tại sinh SO2. Lấy 1 nhân 2 cộng cho 1 nhân 3 cộng cho 2 nhân 4 tổng lại, tự nhiên nó ra 13. Chưa hiểu thầy ghi lại đó, em nhẩm đi em. 1 nhân 2 là 2, 1 nhân 3 là 3, 2 với 3 là 5 rồi đó. 2 nhân 4 là 8, 8 với 5 13, nói 13 y. Vậy nên dưới nó mới khỏe. Em hiểu cái thầy muốn nói rồi chứ ha. Còn bây giờ mình thêm vận dụng nữa, chẳng hạn như cái bài tập tiếp theo này nè, số 3. Cái bài tập này cho 0,01 mol các chất có sắt trong đó đem tác dụng với H2 bốn đạt, sinh ra SO2 có lượng luôn. Hỏi hợp chất nào là đáp án? Mình nhạy lắm, mình nhìn là biết đây là quá trình oxy hóa khử rồi. Hỏi sao biết? Nói có cái chỗ thông báo quá rõ ràng, khi gặp H24 mà có sinh SO2, SO2 là sản phẩm khử mà, biết chắc luôn đây là axit loại 2. Vậy thì có nó rồi thì quá trình đó là oxy hóa khử, mà cứ hay oxy hóa khử mà định lượng thì ta nghĩ tới cái bảo toàn điện tích liền, món e cho bằng e nhận. Chừng nào mà mình lấy cái chỗ này mà mình giải nó không ra thì mới tìm kiếm thêm cái chỗ khác, chứ đừng có vô cái mình quên mất cái bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích là một cái công cụ giải nhanh mà,
mình bỏ nó đi, cái mình đi tìm kiếm cái chỗ nào đó hồi không thấy hướng mới nghĩ tới nó thì quá dở. Em hiểu cái ý thầy muốn nói rồi chứ ha. Vậy cái chỗ này thì mình nên thế này, do mình sử dụng bảo toàn điện tích thì nhớ chất khử, thì cái mol e cho thì trước tiên lấy mol của cái chất khử phản ứng, rồi sau đó mình nhân số quan trọng. Cái số quan trọng này thầy vừa mới chỉ em cách tính đó. Do đó cái H24 đạt này mình cũng sẵn nói luôn, khi mà sinh SO2 thì nó nhận e, và mol e nhận của nó lấy mol SO2 nhân hà. Số 2 đó là hiệu của 6 với 4 đó. Vậy thì bảo toàn điện tích thì nè, xong rồi nè. Bên đây là ghi e cho, bên đây e nhận. Công thức thì có, cho nên mình nói 001 là mol chất phản ứng nhân cho số quan trọng. Số quan trọng này là thông báo luôn đáp án đó. Và cuối cùng chỗ này là 2 lần mol SO2. Em rõ được chứ ha. Cái quan trọng số này là số mấy. Tới đây có nhiều hướng đi lắm. Cái hướng thứ nhất là tiến hành làm bài toán điền số thích hợp vào ô trống. Khi xác định được cái số đó, biết chỗ nào là đáp án. Nhưng mà cái đó nó có cái dở ở chỗ, khi mình thấy cái số rồi, cái mình chuẩn bị chưa kỹ, mình biết cái đó là cái nào đúng nữa. Cho nên thầy dạy ngược lại. Thầy xét từng phương án trả lời thì có cảm giác là nó lâu hơn, nhưng với các em thì thầy nghĩ chỗ đó sẽ yên tâm hơn. Cụ thể bây giờ thầy xét cái A. Mà như vậy thì cái số quan trọng của FES mà khi nó gặp A loại 2 thì ta có cách rồi. Ta nói là sắc lên 3, S lên 6. 1 x 3 là 3, 1 x 6 là 6. Tổng hai cái đó lại là số 9. Em hiểu thầy nói không? Nếu không thầy ghi lại chỗ này là 6, em nhẩm được rồi đó, thì chỗ này 9 thì em đặt lên đây số 9. Em rõ ha. Tại chưa quen nên thầy ghi, còn mà các em quen rồi nhìn vô cái nhẩm 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 luôn. Hãy tập nhẩm đi em. Bảo toàn điện tích thì e cho phải bằng e nhận. Em nghe được cái chỗ này chứ ha. Vậy nếu như a nó đúng thì dấu bằng đó phải xảy ra được, còn mà nó không xảy ra là a sai. Đâu có cần bấm máy tính đâu, mình biết bên tay phải là nhắm 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 là 0,02, còn bên kia 0,09 sao bằng. Vậy ý nói chỗ này nó không bằng, mà nó không bằng thì ý nói a không phải là đáp án. Vậy thì tương tự ta xét nữa là b. Vậy thì cái chỗ này ta xét b, b là FES2. Em rõ được ha, đâu có cần nhẩm nữa. Mình nhìn nó là mình biết là 15, nhưng mà có em không quen chỗ này thầy nói nữa. Cái chỗ này sắc lên 3, S lên 6, 1 x 3 là 3, 2 x 6 12, tổng 15, vậy ghi 15. Rõ ràng tích bên trái với bên phải nó đâu có bằng đâu. Ý nói B không phải là đáp án. Vậy chỉ còn hai cái chỗ còn lại. Giả sử hay giả bộ gì đó mình không biết luôn. Vậy thì mình lấy cái C ra. Cái C này hỏi nó nhường nhận mấy e thì đừng có bắt chước, đừng có nói ô thành ô mấy là trật, tại ô nó cố định là -2 hoài, do đó có mình sắc à. Luật sắc này phải lên sắc keo là sắc 3. Ở đây nó đang 2, 2 với 3 hiệu là 1, biết chỗ này số 1. À, chắc em hiểu. Cho nên thầy nói nữa nè. Sắc nó phải sinh sắc 3. Nắm được cái chỗ này, còn sắc ở đây hiện là 2, 2 với 3 hiệu là 1, cho nên chỗ này ghi 1. Chứ đừng có làm bậy là sắc lên 3, ô lên -2, 1 nhân 3 là 3, rồi 1 nhân -2 tổng lại. Cái đó không phải cách, đừng có nói ha. Chỗ này dễ lắm. Vậy chỗ này là 1 và nhìn thấy nó đúng bằng rồi. Cho nên mình nói đáp án ngay chỗ C. Em à, cái chỗ này mà mình dừng luôn á thì cái bài này mình nói chỗ C là chưa chính xác. Tại mình nhìn thấy FeC3 sắc đó là sắc 2 lên 3, 2 với 3 hiệu là 1. Ý nói bài này chính xác phải là có D nữa. Như vậy tại nguyên văn đề thì thầy trích ở đây cho em tham khảo. Chứ còn cái câu này giải tới đây mà nói C chưa có đúng. Tại D nó cũng đúng nữa, vậy chỗ này phải nói hoặc C hoặc D. Tại cái chỗ FeC3 mol E cho cũng bằng mol FeC3, tức chỗ đó nhân số 1 chứ.
Vậy tóm lại chỗ này CD đều là đáp án. Mà nếu thi thiệt các em thì có một chứ sao nhiều được. Vậy thì cái đề này nó hơi bị trục trặc một chút. Cái chỗ trục trặc này mình không có phân tích, nhưng mà thầy muốn gợi ý để em hiểu thêm. Cái đề ghi SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Điều đó có nghĩa là ý nói chỉ có một mình SO2 là sản phẩm khử. Bỏ cái D là tại nghĩ là cái D là có muối carbonate thì phải sinh CO2 là hiển nhiên. Vậy cái D á, là FeCO3 khi gặp H24 đạt thì nó sinh SO2 và CO2 nữa. Thì đừng có nghĩ CO2 là sản phẩm khử, rồi SO2 là sản phẩm khử. Vậy có hai sản phẩm khử nên phạm vô cái chỗ là SO2 là sản phẩm khử duy nhất, rồi mình loại D thì nó không có đúng. Tại CO2 đâu phải là sản phẩm khử đâu. Cho nên tóm lại câu này CD đều được hết. Còn ở đây thầy ghi tượng trưng là C. Em hiểu cái ý thầy muốn nói rồi chứ ha. Lý do thầy đem cái câu này ra thầy giải thích là tại nhiều em thắc mắc quá. Do đó thầy giải thích tại sao lấy C cho nó giống đáp án của bộ á. Chứ đúng ra D cũng được nữa. Chắc em hiểu rồi chứ ha. Còn bây giờ thầy gợi ý cho em một cái câu tiếp theo. Số 4. Cái câu này cho nhiều muối rồi gặp lúc hai axit loại 2 luôn thấy không em? Cái sinh ra NO rồi sinh SO2 mà giải trên chữ luôn nè. Cụ thể hỏi biểu thức nào là đúng thì mình dự đoán được tốt lắm. Hai cái muối này nó cho E. Hai cái axit HNO3 H24 đạt đều nhận E tại có hai cái sản phẩm khử tương ứng. Khỏi có tư duy gì nữa, cứ E cho bằng E nhận là xong à. Ta có thể không cần giấy bút máy tính ta biết đáp án chỗ này. Cụ thể thầy giải thử em nghe chắc được, nếu không được thầy sẽ ghi chi tiết thêm. Mỗi khi cần tính E nhận của HNO3 H24 đạt thì nhìn ngay cái chỗ sản phẩm khử liền. SO2 này Z mol, NO này T mol, mà hãy gặp SO2 thì nhân 2, gặp NO thì nhân 3. Vậy cái phía E nhận phải là 2Z cộng cho 3T. Chỗ nào mà không phải vậy chỗ đó sai. Vậy ta nhìn cái ta phát hiện ra A sai. Em rõ được chứ ha. Vậy chỗ nào là đúng? Thì thấy nữa, cái CO2S là ít mol, cái FeS2 là y mol, mà hãy gặp FeS2 thì ta biết cái số quan trọng là 15. Ý nói mol E cho của FeS2 là 15 y. Còn cái chỗ CO2S em tập nhẩm đi, CO lên 2, S này lên 6, 2 lần 2 là 4, 1 nhân 6 là 6, 6 cộng với 4 là 10. Ý nói cái chỗ CO2S mình nhân 10. Tóm lại, chỗ đúng phải là bên tay trái là phía E cho phải 10x cộng 15y. Không phải vậy chỗ đó sai. Có một chỗ thôi thôi nè. Như vậy trong cái cách ghi này, chỉ cần nhìn cái E cho là đủ kết luận rồi, khỏi cần cái phía E nhận cũng được. Như vậy cuối cùng mình biết đáp án câu này là D. Chắc em rõ rồi chứ ha. Vậy thôi thầy muốn nói lại cho các em nghe khó. Cứ sử dụng cái E cho E nhận thôi em. 15Y cộng cho 10X và nó phải bằng 3T cộng cho 2Z. Chỗ nào vậy là đáp án. Rất là sướng. Kết thúc cái muốn nói này. Còn bây giờ em xem coi thầy muốn nói cái điều gì nữa nè. Cái mục này như hồi nãy thầy nói. Em à, cái chương này mình không nên bỏ qua. Cái nhóm hữu cơ á, cái nguyên tố carbon hydro oxy, ba nguyên tố đó được xem như là trung tâm đề thi luôn. Ở đó mình cần để ý những cái nội dung có liên quan tới rượu, tới aldehyde, tới axit và ester. Nhớ phenol nữa chứ ha. Ester thì phản ứng đặc trưng là xà phòng hóa. Do đó thầy muốn em củng cố cho thật kỹ lưỡng cái phần phản ứng xà phòng hóa. Cái thời gian còn lại quá ít này thầy cố gắng thì tập trung thì tổng kết là chính.
rồi sau đó nếu kịp giờ đó thầy sẽ giải mẫu cho em mấy cái dạng bài mà nó gần như nó thành khuôn mẫu luôn, để lúc đó vô phòng thi các em làm thật là nhẹ, thật là dễ chứ không có khó khăn gì nữa. Cụ thể là thế này em, ST đi thi đại học đó, em chỉ cần quan tâm cho thầy từ ba chức trở xuống thôi. Vậy trước tiên thầy làm dễ là đơn chức. Khi xào phòng hóa ST đơn chức mình cũng phải cẩn thận, mình đừng có chủ quan, mình cứ tưởng cái chỗ này dễ nhưng mà thấy thiếu sẽ không dễ được. Thầy muốn dặn thế này, hễ mỗi khi đi thi mà thấy ST đơn chức thì trong suy nghĩ của em nhớ nói có ba loại là cụ thể. Thứ nhất là cái công thức ai cũng biết, cái này là ST hở. Cái thứ hai em bị quên rồi, ST kín. Và thứ cuối cùng á, là ST đặc biệt. Cái R sau này ý muốn thông báo một cái loại gốc đặc biệt, đó là ST của phenol. Như vậy thầy ghi lại R sau cho em thấy rồi đó, nó là cái gốc C6H5 hoặc là đồng đẳng của C6H5, nó là ester phenol. Quy luật của ba này trên xà phòng hóa không có giống nhau em, do đó em cần phân biệt rõ từng chỗ này. Khi gặp NaOH thì em cứ làm cái điều bình thường, em cứ phân tích nó ra, cứ RCO là gốc axit, còn cái lại gốc rượu, còn cái NaOH thì cũng phân tích tương tự, âm dương rồi nó rõ ràng rồi, cứ luật cứ lấy dương ráp âm, còn điều kiện phản ứng nhớ đun nóng nó mới xảy ra được. Em cứ ghi nhớ những cơ bản đó, vậy thì cái chỗ này tự nhiên nó ra muối với rượu, chưa chắc rượu nữa. Ý thầy muốn dặn em còn phải ôn cái chỗ khi sàn hóa sinh rượu xong, cái rượu này nó không bền, hổ biến thành hoặc anhít hoặc xeton hoặc cái gì nữa, thì cái chỗ đó cũng phải ôn lại. Theo quy luật này thì mình cũng làm tương tự. Cái chỗ này á, thì nó khác ở trên, ở trên do quen nhiều khi không cần nói gì hết em cũng biết nó sẽ vậy, còn chỗ này mà chưa chuẩn bị không biết ghi phản ứng nha, thì thôi thế này thầy tổng kết luôn, cứ thực hiện sàn hóa thì trước tiên em phân tích NaOH thành Na cộng và OH trừ đi, rồi còn cái phía este mình không biết cắt cái chỗ nào để mình ghi dấu cộng dấu trừ á, thì em cứ đọc câu thần chú như vậy nè, cứ R rồi C rồi O cứ đọc liên tục vậy đó, tới đó mình cắt. Cụ thể ví dụ nãy em không nói R COO cái người ta đảo lại, cái em cứ từ bên trái qua cái em cắt bậy đó, ví dụ em đọc từ bên phải qua cái chỗ này R nè, cái tới O là trật rồi, phải R là C nó mới đúng, như vậy chừng nào đủ thứ tự đó mình cắt. Ví dụ cái chỗ này nữa nè, cái trường hợp 2 R cái mình đi theo liên kết này tới O nó bậy, phải làm lại là R C thấy chưa, rồi cái O này O vậy mình cắt ở cái chỗ này nè. Thôi thì đi thi mà em đừng có nói gì, cứ biết chỗ đó là phải cắt nó ra. Vậy chỗ O là âm, chỗ R là dương, còn bên này thì cũng vậy, dương âm rất rõ ràng, cứ ghép nó lại thì nó ra cái sản phẩm này. Hoàn toàn tương tự khi gặp cái este đặc biệt là este của phenol, khi mà thực hiện sàn hóa cũng làm tương tự, thì ra R cái RCO này gắn natri vô là RCO nè, cái tới R sao OH thì cái R sao OH thì ghi R sao OH, mà tới đây dừng là sai, tại vì cái R sao này là gốc phenin hoặc đồng đẳng phenin, khi mà nó gắn OH vô thì thành phenol, mà ta biết phenol mà gặp NaOH là phản ứng nữa thành muối với nước, cho nên chỗ này ta phải lập tức sửa lại liền là thành muối với nước. Em thấy cái quy luật sinh sản phẩm không giống thì tất nhiên những kéo theo có liên quan tới nó sẽ không giống, cho nên mình phải cần phân biệt cho nó thật rõ ràng. Trước khi mình dừng ở đây thầy cũng muốn tổng kết nhanh một chút, trong tất cả mấy cái kiểu ghi này rồi kết hợp với cái quy luật cái chất hữu cơ mà gặp NaOH được á, thì nó hoặc axit hoặc phenol hoặc ester, là axit với phenol nó thì sẽ sinh muối với nước, còn là ester bình thường á, thì sẽ sinh muối với rượu. Thì trình đề đã thi rồi có một cái kiểu nói này, tức là cho cái chất hữu cơ đó gặp NaOH vừa đủ thì nó chỉ sinh ra một cái sản phẩm duy nhất thôi mà mình chưa chuẩn bị, mình không biết nó là gì luôn, thì trên cái hôm nay nói đã thấy
Em có thấy không? Cái essay kín nó thấy chưa? Khi mà nó phản ứng NH nó sinh có một cái mối duy nhất đó thôi. Vậy ý nói cái ví dụ vừa mới nghe kết luận liền đó là este đơn kín chứ nó không là cái khác được. Thì cái lưu ý đó để những cái lần tiếp theo á mình sẽ sử dụng nó trên bài tập. Còn bây giờ mình phải dừng ở đây rồi. Thôi xin thân ái chào tạm biệt các em.